Mẹ ơi, nay con đứng cửa cổ áo quăng mà cõi lòng tan nát. Với lòng thành con thắp nén tâm hương, con cầu xin Đức Phật A Di Đà phóng ánh hào quang soi đường dân lối. Con xin mẹ tha thứ tôi và xin nhận cho con ba nén chậm. Mẹ ơi, đứng trước cảnh tử biệt
sanh ly làm lòng có muôn ngàn đau nhói. Rồi ngày mai đây chiếc xe tan từ từ chuyển bánh đưa xác thân mẹ ra đi về nơi đất lành muôn đời. Lâu bằng cái cành che ly kẻ hơn người đi xa lìa dương thấy. Thôi kể từ đây con mong gì gặp mẹ, có con gặp mẹ chắc là trong giấc mộng đêm dài. Không trở lại rồi đây, con biết tìm bóng hình của mẹ ở nơi đâu. Mẹ ơi, đứng trước cổ áo quan đầy vòi hương nghi ngút mà lòng con ngay cắt từng đơn ru, nhìn làng hương khói mịt mờ.